Hi. chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Tomanga Chơi vậy ai chơi lại, đánh không được dù đồng đội tới phụ, chỉ có thể là Satan, lão đã mạnh còn hay chơi trò hội đồng. Chuyến này Luffy tới công chuyện rồi anh em ạ. À. Đánh với sao thổ cậu còn khó khăn trong việc đả thương lão ta. Giờ tận năm khứa thì chơi gì nổi đây? Trang 1109 bùng nổ ra sao? Kịch tính đến nhường nào? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video. One Piece 1109 triệu hồi ngũ lão Luffy lâm nguy Chương 1109 có tiêu đề mang tên Cản trở. Ở phần trang bìa, chúng ta thấy Onigashima đang chìm xuống đáy biển. Nó tiến san vùng đất Wano cổ đại, rõ ràng có mối liên hệ lớn giữa cái bìa này với diễn biến về sau. Phải chăng việc Oni va chạm Wano cổ sẽ góp phần khiến Pluton trượt ra ngoài? hoặc đào quỷ vốn là chìa khóa giúp lôi vũ khí cổ ra khỏi xứ samurai. Rõ ràng dù phần truyện Wano đã khép lại, thế nhưng quốc gia này còn đó nhiều bí ẩn và tầm quan trọng của nó với cốt truyện về sau là cực lớn. Đừng quên, Oda xác nhận Momo sẽ là tướng quân vĩ đại nhất hơn cả Odin, tức là cậu còn nhiều đất diễn lắm đấy. Vào nội dung chính, chương bắt đầu với đoạn kết thúc ở CHAP 1108. Trên màn hình lúc này là Saka và Vegapunk, một lần nữa chi tiết nhỏ vừa nêu chứng minh sự quan trọng của Punk 01. Rất tiếc khi ông là bản sao đầu tiên phải bỏ mạng mà giờ đến hàng real còn ngáp ngáp thì nói gì tới bản sao. Thật sự mình hy vọng các Punk cùng các bản thể thật sẽ sống sót. Thế nhưng đời không như mơ, lúc này Saka cho tất cả mọi người một khoảng thời gian để họ chuẩn bị sen truyền tin. Tiến sĩ nói họ sẽ cho người xem 10 phút, đồng thời lúc này hải quân đang nháo nhào cả lên. Các thủy quân lục túi bên ngoài ếch hết, lo lắng và cố gắng tắt đến đến mưu si. Thế nhưng điều đó vô dụng, mọi sen truyền tin của hải quân đều bị tiến sĩ tác động. Chúng phát tin và không thể bị ngăn cản. Ở khung tranh tiếp theo, ta thấy Luffy một tay nắm đầu Satan, tay còn lại siết chặt Kizaru. Tuy nhiên, họ vẫn chưa bị thất bại dễ dàng đâu. Trong khi túm đầu, sao thổ nói chuyện với tứ lão còn lại, ông ta không dùng sen truyền tin. Đồng nghĩa khả năng này là phép thuật, nó liên quan tới trái ác quỷ mà năm ông này sở hữu. Cơ bản chúng liên quan mật thiết với nhau. Hoặc cũng có thể, thần giao cách cảm là một năng lực đến từ lão tinh nào đó trong năm người. Chúng ta được biết, sao thổ có khả năng triệu hồi và mình tiết lộ sớm luôn là cuối cháp lão có triệu hồi bốn ông còn lại. Tuy nhiên, anh em có thắc mắc sao tứ lão không tự đến mà phải đợi triệu hồi? Chắc chắn rồi, bởi đó là khả năng độc nhất của sao Điều này khiến mình đưa ra kết luận, thần giao cách cảm là năng lực độc nhất đến từ một trong ngũ lão. Quay lại câu chuyện, nhóm Nam bối rối không hiểu Vegapunk đang làm gì. Ta đồng thời thấy người khổng lồ đang quẩy nát đám thủy quân. Chúng bắn đại bác cứ như gãi ngứa cho họ vậy. Đổi lại, một cú vả của cự nhân cũng khiến mấy tên lý té ngã cả tá. Ở chỗ Sanji, tiên sĩ đã lịm đi. Vinh biệt ông, nhà khoa học vĩ đại nhất của One Piece, một trong những nhân vật mà mình cực kỳ thích, cực kỳ khâm phục và anh em thấy đấy trong mọi video mình đều nói hy vọng Vegapunk sẽ sống tiếc là mọi thứ quá mong manh rồi ở thánh địa lúc này ê ê cứ gì vậy satan lão Vegapunk đang làm cái quái gì thế kia ông có chắc lão ta chết hay chưa sẽ phiền lắm đấy satan đáp tôi nghĩ vậy Kizaru đã kết liễu Vegapunk rồi Thế à, vậy lão ta đã chuẩn bị sẵn đoạn ghi hình này Ngay khi lão chết thì nó kích hoạt phải không? Cần nhắm tới labody, dù nó được bảo vệ bởi dao chắn Trong khi ngũ lão đang nói Chúng ta thấy trên màn hình lớn có cả băng 03, 02 và Vegapang. Nói chung đây là video họ quay từ trước Và cũng không chuẩn bị gì nhiều Chỉ tập trung vào cái bí ẩn sắp được kể ra thôi Người dân trên thế giới thì sốc Vì thấy tin tức của Vegapang... này này, cậu có nghe thấy không? Lão tiến sĩ sắp tuyên bố gì đó, mau lấy sen phát hình ảnh đi. Tất cả mọi người đều khẩn trương hóng drama ở Dressrosa lúc này. Điều này nói cho mình thấy có cuộc chiến gì đó đang xảy ra hoặc đã xảy ra. Hình ảnh cho thấy Rebecca và Kiros đều bị xây sát. Leo nói tiến sĩ có phải người mà Luffy đã bắt cóc. Rebecca thì nói cậu đừng nghe lời bọn báo chí. Theo mình, hải quân đã tấn công Dressrosa để bắt Leo cùng với Sai. Họ phạm tội hành thích thành chắc lốt. Thế nhưng hoàng gia Dressrosa đã ra lệnh bảo hộ hai thành viên này. Đó là lý do nổ ra cuộc chiến. Kỵ sĩ mạnh nhất vương quốc là Kiros cũng đích thân ra trận. Tất nhiên đó chỉ là suy đoán. Mình sẽ cố gắng tìm thêm dữ kiện để đưa ra kết luận hợp lý hơn. Ở làng Fusa, mọi người cũng hóng drama. Mỗi tội ông lão Slap nói rằng họ chỉ có thể nghe tiếng thôi, sên không thể phát hình ảnh. Có vẻ ngôi làng vẫn còn quá khó khăn để có cho mình một con sên đa chức năng. Water Seven bây giờ cũng hot không kém. Iceberg ra lệnh lắp đặt màn hình và trình chiếu trên phạm vi lớn. Thư ký Alice nói, cô bé đã chuẩn bị cả rồi. Alice từng xuất hiện trong một trang bìa rồi và giờ chúng ta mới được biết tên cô bé trong bối cảnh drama âm âm, Nam gà Păng cùng cường Saka liên tục livestream với những phát ngôn gây sốc, liều báo Morgan bận hơn bao giờ hết lúc thì đăng tin vụ Nam Gapang với Cường Saka tự bóc phốt nhau, lúc thì vụ Giang Hồ đến tìm Cường Saka vì ông dám ngầu hơn bản gốc. Nói chung lều báo bận túi bụi và ta cũng thấy sự xuất hiện của VV cùng Wapol. Với kinh nghiệm bán mình cho nghề chém gió ăn tiền, Morgan lập tức nhận ra về Pang đã ghi hình từ trước và các tay viết đang chuẩn bị múa phím về tin tức này. Chúng ta cũng được thấy phản ứng của một số người từ khắp nơi trên thế giới. Họ đều bất ngờ và cực kỳ hóng vì danh tiếng của Vegapang thì khỏi bàn rồi. Lời ông nói có một sức nặng khá lớn bởi đây là người đi trước thời đại tận 500 năm bộ não uyên bác nhất thế giới ở Kamabaka, Ivan hú hồn trước quả đầu mới của tiến sĩ. Vậy là họ đã từng gặp nhau và cái thủa ở Vegapunk còn có cái não quá khổ. Dragon thì trầm ngâm suy nghĩ về câu nói của Saka trước đó rằng ông sắp phải chết. Quay lại ít hết, chúng ta tiếp tục với cuộc chiến của Luffy. Cậu túm đầu hai đối thủ quay như dế, sau đó giãn cánh tay của mình ra, lấy chớn ném cả hai người họ. Đồng thời, Luffy thực hiện một cú vỗ tay, ép cả Kizaru và Satan mỏng dính lại sau đó tiếp tục xoay người họ trên đầu ngón tay xoay như mấy anh xoay đĩa trong đoàn xiếc mà hồi nhỏ chúng ta hay xem ấy luffy ném họ đi như ném đĩa bay cậu cười như chơi đồ mà chỗ này mạnh thật anh em ạ à. tuy nhiên satan bất ngờ bay ngược lại trong sự hốt hoảng của luffy cậu bực bội vì đánh tới vậy mà sao thổ không si nhê gì Lưu ý là đòn tấn công vừa qua không được bọc báo khí, thậm chí là không có haki vũ trang. Điều đó đồng nghĩa Luffy chưa dùng tới những đòn tấn công mạnh nhất của mình. Điều này cũng dễ hiểu vì báo khí hao tốn nhiều thể lực. Đến con quái vật bẩm sinh như Big Mom còn hạn chế sử dụng, có mỗi thời đô là spam được liên tục thôi. Trong khi sao thổ trở lại được, thì đô đốc Kizaru đã bị va vào chiến hạm của hải quân. Ông bị thương, tiếp tục nằm gác tay lên chán. Hải quân thì vây lấy hỏi han. Theo gương mặt của khỉ thì lão đang mệt, kèm bất lực hay buồn bã gì đó, chưa hoàn toàn bị hạ đâu mình công nhận lão này ghê đấy anh em ạ à. ở chỗ luffy cậu vẫn đang giao lưu với sao thổ mọi đòn tấn công của lão đều bị lù né tránh dễ dàng tuy nhiên ngay từ lúc này từ lão đã bắt đầu thúc giục Satan. họ không còn thời gian chỉ có 10 phút để tấn công labo ngăn buổi trực tiếp của vegapunk Satan hiểu ý mấy ông bạn ra ngay lập tức lão triệu hồi bốn vòng tròn phép thuật tương tự lúc đảo dịch chuyển từ ngoài đảo vào trong mọi thứ bắt đầu rung chuyển tia sắt đen bao phủ khắp hòn đảo bốn con quái vật mới sắp xuất hiện luffy kinh ngạc không hiểu chuyện gì Hải quân bên ngoài cũng bất ngờ vì dị tượng trong đảo. Sanji thì nhận ra có ai đó đã xuất hiện như cách mà Satan đã từng. Và như vậy là chương 1109 kết thúc. Tuần sau chúng ta sẽ không có chapter mới. Chỉ còn 10 phút trước thời điểm Vegapunk nói ra sự thật. Nếu anh em còn nhớ thì trước đây khi Oni gần đến thủ đô Hoa, Momo cũng có deadline 5 phút kéo đảo. Thế mà sương sương có hơn chục chap chứ nhiêu. 10 thì gấp đôi năm mình nói thế cho anh em cũng hiểu nói chung giờ mình đang viết lại cái bách khoa toàn thư về kiến thức one piece mà mình có chuẩn bị đóng gói cẩn thận truyền lại cho các đời sau luôn chứ diễn biến căng cỡ này thì chắc chắn là oda sẽ chăm chút nó rất nhiều điều đó khiến thời điểm kết thúc câu chuyện sẽ tiếp tục bị rời lại đôi một tí thôi hiện tại thì phía mũ rơm đang gặp căng anh em ơi trong video hôm qua thì mình có nói về việc zoro và sanji khó đánh nổi một lão tinh và thậm chí họ còn chưa tập hợp nữa đồng nghĩa sẽ có một khoảng thời gian ngắn luffy phải cân năm Tất nhiên, Hồng Lam cự quỷ đang đến, tức là chúng ta có kèo 3 đánh 5 vẫn rất căng. Đó là mình chưa nhắc tới biến số Kizaru quay lại nữa nhá. Nói chung pha này có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là ai đó sẽ đến giúp Luffy, tất cả họ sẽ cố gắng vừa đánh vừa lùi ra tới ngoài biển thì người Elbat hỗ trợ. Vậy là sẽ có cơ hội truyền được. Tuy nhiên người đến cứu chỉ có thể là xanh hoặc là tàn dư băng dâu trắng như mình đã nói trong video hôm qua ấy. Vì phía Dragon cùng hạm đội mũ rơm đều không có dấu hiệu hành động, giờ họ mới bắt đầu đi thì cũng quá muộn rồi tỷ lệ cao nhất vẫn là tóc đỏ thôi tản quân băng dâu trắng cũng khó lòng tập hợp lắm vì trận ếch hết nó tương đối bất ngờ anh em ạ trường hợp thứ hai là đúng như cái what if cái ngoại chuyện mà fan chuyển tay nhau từ hàng chục năm nay đó là việc luffy bị bắt bởi chính phủ song các đồng đội bạn bè của cậu tới ứng cứu đó cũng là một cuộc chiến cuối cùng của one piece luôn ngày xưa thì nghe thấy bất khả thi thế mà giờ nghĩ lại công nhận viễn cảnh đó hợp lý đấy anh em ạ nhảy cóc phát là hết phim luôn có điều trường hợp này vẫn có không ít chỗ lấn cấn anh em còn nghĩ tới viễn cảnh nào thì bình luận bên dưới nhé về phần sao thổ ở chương này mối liên hệ của ông ta với bốn người còn lại có thể thấy là cực kỳ thân thiết và năng lực của họ liên quan bổ trợ lẫn nhau luôn anh em ạ à. sao thổ thì chuyên dịch chuyển vì bốn người kia làm được thì tự tới luôn cho rồi đâu cần ông Satan ngừng tay làm phép vụ thần giao như mình đã nói ở đầu video chắc nó là năng lực của riêng ông nào đó cứ mỗi ông một bài thực sự họ đều quen nhau từ lâu năng lực lại bá đạo như vậy có ai ăn được khi cả năm cùng xuất hiện tuy nhiên lão tinh không hoàn toàn bất bại thứ nhất là luffy chưa dùng haki cấp cao thứ hai là sao thổ dù chưa bị thương đổi lại ông cũng chả làm gì được luffy nói thật lòng thì những đòn tấn công của satan tính tới lúc này tới lúc này thôi nhá thì nó còn kém hiệu quả hơn kia khi từng sút lù văng vào mái vòm khiến cậu bị thương satan tấn công hơi phèn đổi lại lão trâu hơn hẳn Kizaru hơn rất nhiều. Chả có ai là vô đối, chả có năng lực nào bất bại. Có thể đổi lại sự trâu bò và khả năng ma thuật, sao thổ sẽ có đam kém hơn. Đồng thời, châu đánh lâu cũng chết. Về sau, Luffy sẽ bung lụa, dùng bá khí nhiều hơn. Lúc đó thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Ngày mai thì bọn mình sẽ cố gắng thực hiện video phân tích để gửi tới anh em. Nhớ đón xem nhé! Trên đây là chi tiết One Piece trang 1109. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Chúc anh em một ngày tốt lành. Bye bye!